Bảo Khanh xin ân ái kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Tìm hiểu về địa ốc cùng với Tuyết Nha và Bảo Khanh. Chúng tôi hy vọng cái chương trình này sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về tình hình địa ốc hiện nay để chúng ta thành công hơn trong công việc mua nhà hoặc là bán nhà của mình. Mến chào Tuyết Nha. Dạ, Tuyết Nha xin chào chị Bảo Khanh và Tuyết Nha xin kính gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý khán giả và quý khách hàng của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Hy vọng rằng khi mà mùa hè tới với thị trường địa ốc tương đối nhộn nhịp, quý vị nào đang muốn có một căn nhà có thể có được một căn nhà như ý của mình tại các thành phố hay là những location mà quý vị mong muốn. Sao Tuyết Nha, dạo này có tin tức gì về địa ốc không Tuyết Nha? Dạo này em lu bu quá mà chị biết rồi đúng không? Thì câu hỏi mà quý vị gửi tới thì cũng nhiều, nhưng mà nhiều vị cũng trùng lập. Giống như là làm sao để mà điểm tín dụng được tốt, rồi làm sao để mà bây giờ muốn mua nhà first time buyer thì nên làm như thế nào. Thậm chí có một số quý vị hỏi là cái chương trình hôm bữa của chính phủ bây giờ có còn chương trình nào khác nó tương tự như vậy hay không. Thì thưa quý vị, chương trình của chính phủ hết rồi chị ha, hết từ rồi. Trong vòng 2 tuần phải từ từ tại bây giờ chính phủ còn đang lo vỡ nợ tầng nợ đừng nghe không tới tháng 6 đúng không, chưa đâu. Khanh nghĩ chắc phải qua tháng 6 này nè. Dạ, bây giờ đang lo cái chuyện vỡ nợ mà làm sao mà tính cái chuyện mà giúp cho người dân chúng ta mua nhà được. Dạ, thì còn có một số những câu hỏi tương đối chi tiết hơn về việc mua nhà đó. Thì em xin chào anh chị, em muốn hỏi về việc warranty policy cho căn nhà. Em không biết home warranty nó khác gì với home inspection. Dạ. Thì đó là một cái câu hỏi mà anh thấy nó tương đối chi tiết là home warranty và home inspection. Hai cái hoàn toàn không liên lạc với nhau lại có người ta. Không, tại vì khi mà mua nhà nhiều quý vị thấy nó quá nhiều cái term, nhiều cái từ. Home insurance cũng là bảo hiểm nhà. Thì là mua bảo hiểm nhà. Rồi home. Không, ý anh nói là thí dụ như home insurance với lại home warranty nó khác nhau, mình còn thấy nhau. Là nó còn đi mặt nhau. Còn home inspection là hoàn toàn khác hẳn, là mình tại vì nhiều quý vị nghĩ là giống như home inspection là về tới sẽ coi cái nhà nó làm sao này kia vậy, thì home warranty liệu nó có dính líu gì tới hay không. Hoặc là giống như tại sao mình đã trả home insurance rồi, bảo hiểm nhà rồi, mình lại phải còn thêm cái home warranty để làm gì đó, mời chị Khánh. Đúng rồi. Quý vị đúng, có nhiều người thật sự người ta không hiểu home warranty nó sẽ giúp ích được gì cho mình. Có nhiều người bảo trời, tôi mua home warranty nó giúp ích được gì, nhưng mà tại vì có nhiều người thì xài được thì rất là tốt, có nhiều người không xài được là như thế này nè quý vị. Khi mà quý vị có home warranty á, là có nghĩa là sao, khi mà sau khi quý vị mua nhà thì cái home warranty đó thường là seller hay mua cho mình để là giống như là make sure cho mình là trong một năm mình sở hữu căn nhà đó, đó là nếu nhà mà có hư hại gì á, thì cái home warranty nó sẽ tới nó giúp mình sửa. Nhưng thực sự có nhiều người ta nói nhưng mà tôi gọi tới chẳng ai chịu sửa rồi nói cái này cái kia. Nhưng thực sự như vậy nè quý vị, cái điều kiện mà nó sửa cho mình á là phải là cái nhà nó còn tình trạng như lúc quý vị vừa mới mua. Chẳng hạn như quý vị về mua căn nhà, chẳng hạn như cái mái, ví dụ nó đã bị leak lúc đó, mà ví dụ như quý vị mua xong rồi quý vị về quý vị sửa, quý vị thay, quý vị lợp cái góc này góc kia, xong bây giờ nó lại bị leak lại rồi quý vị mới gọi in home insurance thì nó nói là không, cái tình trạng này là mình đã đụng vô, mình đã sửa rồi là nó sẽ không sửa. Thành ra nó có nhiều sự khác biệt tại sao có người nó sẽ đến nó sửa, mà có nhiều người nó tới nó nói nó không sửa. Chẳng hạn như quý vị có cái toilet, lúc mình mua nhà là chẳng hạn lúc mình làm inspection là nhà nó đầy đủ hết, tức là nó ok hết sử dụng, nhưng mà khi quý vị dọn vô rồi nó bị này bị kia, quý vị gọi liền home warranty thì nó sẽ đến nó sửa. Nhưng mà khi mà nó bị này bị kia, quý vị lại đem đi sửa cái này sửa cái kia rồi á, rồi sau đó quý vị mới gọi tụi nó tới, đương nhiên tụi nó tới nói không, cái này là có người đã người đụng vô rồi, thì home warranty nó lại không nhảy vô làm. Đó là nhiều cái nhiều trường hợp và rất nhiều người người ta mới bảo home warranty này làm sao mà nó khác biệt gì với cái này, tại không hiểu, không hiểu nó giúp ích được gì cho cái công cuộc mua nhà này tức nha. Dạ, thì cũng tương tự như chị Bảo Khanh đã trình bày cho quý khán thính giả, cái home warranty á, thông thường thôi nha, chứ không phải lúc nào cũng vậy, là người bán sẽ trả cho người mua một cái policy để cho quý vị lựa chọn, có thể là basic hoặc là premium, hoặc nếu như mà trong cái hợp đồng ghi là chủ nhà sẽ trả cái home warranty cho căn nhà này up to
600 Mỹ Kim chẳng hạn. Nhưng mà quý vị, khi mà quý vị shop around cho những cái hãng home warranty, quý vị thấy là ồ, cái 600 đó, nó cái basic á, là nó chỉ có 550, thí dụ vậy. Mà cái premium á, nó lên 650 hoặc 700 cho căn nhà của quý vị, mà quý vị lại thích cái 650, 700 hơn. Quý vị có thể bỏ cái tiền thêm 50% vô để mua được cái premium coverage cho cái home warranty nhà của quý vị. Còn nếu mà mình mua theo cái basic, nó sẽ theo cái mục là cái nào nó cover. Thí dụ như plumbing, đường ống cống nè, hoặc là nó có rekey cho quý vị khi quý vị lấy nhà về thì quý vị muốn sửa lại ổ khóa, thay ổ khóa, nó có thể tới. Và nó có một cái điều như thế này, cứ mỗi lần quý vị hẹn online hay là gọi điện thoại cho cái home warranty representative á, mà họ tới á, họ có cái text xuống á, thì họ sẽ trả cái tiền đi, cái lệ phí đi, tùy theo hãng, có hãng 70, 75, 80, 100 tùy theo cái hãng đó họ trả quý vị như thế nào cho mỗi lần đi xuống như vậy. Rồi tới khi đi xuống, nếu mà họ check, họ thấy giống như là hồi trước tôi nha có gọi cái home warranty cho cái máy giặt, máy sấy này kia, thì họ xuống họ sẽ check. Nếu như mà nó trong cái mục mà cover của họ họ sửa đó thì không có sao. Còn có những cái ví dụ như là do cái đường ống cống nó nghẹt hay gì gì ở dưới đó, không phải là do từ cái máy giặt máy sấy mà hư hao tạo ra, mà do đường ống cống nữa, nó liên tới cái đường ống cống nữa, thì họ lại nói là ồ, bây giờ á, cái này nó tùy theo cái policy quý vị mua nha, nó không có nằm trong cái coverage của cái policy. Thì nếu mà you muốn á, thì có thể mình half half, giống như họ sẽ quote cái giá rồi họ đưa cho quý vị có thể trả 50, cái home warranty trả 50. Còn có một số trường hợp họ sẽ lo hết, thí dụ giống như cái máy lạnh, khi mình mua thì nó bình thường, mà tự nhiên khi mình mua mình không có nghĩ về mùa đông, thí dụ vậy, tới khi mùa hè nó gặp trục trặc gì đó, thì khi mà họ xuống á, họ xem, họ check, họ thấy, họ sửa, thì có thể là cái home warranty nó có thể cover cái máy lạnh, họ sửa lại máy lạnh cho quý vị. Nhưng mà ít nhất trong cái một năm đầu tiên, lý do tại sao mà seller thường sẽ trả cái lệ phí home warranty cho quý vị để cho họ khỏe, giống như là mình trả cho cái công ty đó mấy trăm, họ lo cái home warranty, họ sẽ lo cái đường nước, đường cống, đường này kia, rồi nói cái người seller họ đi, không có cần phải bị gọi lại này kia để hỏi ô cái đường ống này bây giờ phải làm sao, vân vân và vân vân. Đó là thường là như vậy. Nhưng mà trong thời buổi cạnh tranh á, nhiều khi người mua cũng phải trả home warranty đó luôn á thưa quý vị. Thì đúng rồi, Khanh có 10 người khách đó Tuyết Nha. Lần đó là người ta cũng bị cái gas á, nó không có. Nhưng mà họ đã kêu cái gas company xuống để check rồi. Thành ra khi mà gas company nó nói không, cái này là bị cái này, chứ không bị cái này, gọi home warranty, mà tại gas company nó đụng vô rồi á, home warranty tới nó không làm, nó nói ông mày đã sửa rồi. Nó chỉ là giống như là nó sẽ bảo vệ mình, là khi mà seller bán cho mình căn nhà ở tình trạng như vậy á, thì giờ mình bị hư nó sẽ tới nó sửa. Nhưng mà mình đã sửa rồi thì nói thì đó, tại vì nó nói là ủa nó đâu có biết là thực sự hư rồi kêu nó tới sửa, hay là cái người kia, cái người gas đến tới làm hư rồi mới kêu nó tới sửa. Thành ra không biết là original hư hay là do người gas làm hư không sửa. Thành ra cái quý vị phải rất là kỹ lưỡng về mấy cái vấn đề này. Thành ra có nhiều người complain tức nha, tại complain trời ơi mua home warranty mà đâu có xài được gì đâu, nó không chịu làm gì hết. Nhưng mà thường nếu như mà seller họ trả thì quý vị cứ xài miễn phí thôi. Nói đầu tiên hết cái gì là gọi nó liền. Chứ đừng có tự sửa trước. Với đầu tiên hết cái dịch vụ mà được nhất đó là rekey. Làm lại chìa khóa, ổ khóa. Rồi nó xuống. Tức là nó thay lại hết cho mình hả? Vâng, nó về á là nó theo yêu cầu của mình, giống như là thay vì mình giống như tôi nha hay quên, thì sẽ nói là ồ bây giờ tôi muốn rekey tất cả các chìa khóa từ gara, bếp, nút này kia thành một chìa thôi. Một chìa có thể mở cho tất cả, nó làm thành một chìa. Mình không cần phải nhớ là cái này chìa garage nha, cái này chìa front door, cái này chìa back door, cái này chìa bếp. Vậy là nó thay luôn cả ổ khóa cho mình, thay hết sao? Nó làm hết luôn. Nó thay chìa khóa, nó rekey sao không biết, nhưng mà nó sẽ làm hết cái home warranty, nó sẽ làm hết cho mình luôn á. Thì thường là Tuyết Nha vẫn khuyên mọi người là nên rekey qua cái home warranty, tại vì họ làm rất là chu đáo và họ làm cũng rất là thuận tiện, thay vì mình phải đi ra ngoài mình gọi thì cái home warranty nó sẽ có cái phần nó luôn cho mình, cho nên lúc nào đúng mua rồi, chứ đâu không mà cầm một chùm chìa khóa bây giờ mình đâu có nhớ đâu. Bây giờ rekey một chìa for all. Rồi sau này nếu mà quý vị muốn đổi ổ khóa số này kia thì cái đó là riêng nữa. Nhưng mà trước mắt khi mà lấy nhà, đầu tiên hết rekey thì home warranty rất là hữu ích cho cái vấn đề đó luôn. Còn tất nhiên khi mà lấy nhà thì tôi nhà nghĩ là những cái đường ống cống này kia nó sẽ ok rồi, tại vì mình đã có final walkthrough, mình có home inspection này kia, mình đã gọi hết trơn rồi.
Vâng, đó là một phần sơ lược về cái home warranty để cho quý khán giả nào đã email đến hỏi. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2. Xin mời quý khán giả đón xem sau phần bảo trợ thương mại.